nhân đây Tú Vân Mai có lời giới thiệu trước rồi. Tiếp tiếp xin hát gửi tới Bách Gia Trăm Họ trích đoạn Giá Chầu Văn cô bé. Hôm nay cô về ban tài tiếp lộc cho các họ, chúc các họ bốn mùa được chữ bình an, tám tiết hưng long thịnh vượng, lộc tài quảng kiến, công việc hanh thông. Thỉnh cô về giải vận giải hạn, biến hung thành cát, đổi họa ra tiên. Họ Nguyễn thì sở cầu trăm họ được tòng tâm sở nguyện nha. Được quá, mình đã đợi đợi muốn.